Tôi Long xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Ngày hôm nay thì mình đang tiếp tục có mặt tại xe máy nhập khẩu Tân Tạo với địa chỉ cụ thể 1164 đường tỉnh 825 tỉnh lộ 10 phường Tân Tạo quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh để có thể cập nhật nhanh mức giá bán của tất cả những mẫu xe đang có mặt ở đại lý trong thời điểm cuối tháng 12 của năm 2023. Đầu tiên là dòng xe Honda Vision các bạn đang theo dõi trên màn hình với đầy đủ các màu sắc từ sơn zin này đến sơn độ 3D các bạn nha. Mức giá bán dao động trong khoảng tầm từ 32 cho tới 38 triệu. 32 triệu cho phiên bản tiêu chuẩn, không được cho hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key. 33 triệu 500 cho phiên bản cao cấp, 35 triệu cho phiên bản đặc biệt và 38 triệu cho phiên bản cổ điển các bạn đang theo dõi trên màn hình. Ngoài ra hiện tại vẫn có phiên bản thể thao của năm 2023 với mức giá bán vào khoảng tầm 37 triệu các bạn nha. Cho những màu sắc đen nhám này hay phiên bản màu xám đen, các bạn có thể lưu tâm lưu ý cho mình như vậy. Còn lại những màu sắc sơn độ 3D ấy, thì các bạn cộng thêm cho mình vào khoảng tầm 2 triệu nữa để sở hữu những màu sắc 3D rất đẹp và cuốn hút các bạn đang theo dõi ở đây. Xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, nâu, đen, trắng đều có đầy đủ trên mẫu xe Honda Vision này các bạn nha. Tiếp đến thì mình sẽ chuyển qua mẫu xe Honda Vario phiên bản 125 và Vario 160. Vario 125 hiện tại mức giá bán cực kỳ tốt, chỉ dao động cho khoảng tầm từ 39 cho tới 41 triệu mà thôi. Sơn độ 3D cũng cộng thêm cho mình vào khoảng tầm 2 triệu nữa. Còn Vario phiên bản 160 thì mức giá bán đâu đó vào khoảng tầm từ 44 đến 45 triệu thôi các bạn nha. Rất rẻ cho mẫu xe Honda Vario phiên bản 160. Tất cả những màu sắc sơn độ đến từ đại lý xe máy nhập khẩu Tân Tạo, các bạn cứ cộng thêm đồng giá là 2 triệu đồng cho một chiếc xe được sơn độ 3D các bạn nha. Còn lại các món phụ kiện lắp đặt trên xe, khi các bạn mua xe tại lý, các bạn sẽ được giảm từ 30 đến 50% các món phụ kiện. Đây là hai phiên bản thể thao của mẫu xe Honda Vision, cũng như các màu sắc sơn độ 3D nữa. Tiếp đến thì mình sẽ chuyển sang mẫu xe Honda E-Blade để gửi đến các bạn cùng tham khảo luôn. Đây là những phiên bản 125 phân khối. Có cả những màu sắc sơn độ được tạo dựng lên trên những phiên bản 160 nha. Từ 125 biến thành 160 với những màu sắc sơn độ 3D. Hiện tại thì 125 phân khối, mức giá bán dao động cho khoảng tầm từ 40 đến 41 triệu cho mẫu xe Honda E-Blade phiên bản 125 ở đây. Các bạn có thể theo dõi. Rất nhiều những màu sắc sơn độ 3D cực kỳ đẹp với bộ tem giới hạn của năm 2022. Đại lý cũng đã sơn độ lên những cái phiên bản màu đen bạc này, hay phiên bản màu xanh nhám đen của giống như phiên bản 160 để các bạn có thể tăng thêm tính tùy chọn các bạn nha. Phía bên đây là một dàn những mẫu xe Honda Vario phiên bản 125. Có cả những chiếc Vario của năm 2022 vẫn đang còn hàng. Mức giá bán của những phiên bản đó vào khoảng tầm từ 41 đến 42 triệu tại vì không còn được sản xuất nữa với những phiên bản 125 của năm 2022. Còn phiên bản 125 của năm 2023 thì mình đã giới thiệu với bạn cùng tham khảo rồi. Giá từ 39 đến 41 triệu. Nó sẽ có những cái tạo hình ở phần đầu xe này, hình chữ M ở đây các bạn đang theo dõi. Việt Nam chúng ta cũng đã có những phiên bản chính hãng của mẫu xe này rồi các bạn nha. Rất cụ thể để các bạn có thể nhìn ngắm. Sơn độ 3D cũng rất là nhiều các cái mẫu mã khác nhau luôn. Phía sau đây là dòng xe Exciter phiên bản 155, có cả phiên bản của năm 2023 và năm 2024. Hiện tại 2023 đang giữ mức giá bán dao động trong khoảng tầm từ 42 cho tới 44 triệu mà thôi. Rất rẻ cho mẫu xe Honda Yamaha Exciter phiên bản 155 của năm 2023. Còn phiên bản của năm 2024 ở đây có những cái phiên bản màu sắc ca trong hệ thống phanh chống bó cứng ABS ấy, thì giá bán vào khoảng tầm 54 triệu các bạn nha, ngang bằng mức giá bán đề xuất của hãng. Đây là một phiên bản màu trắng này. Ngoài ra còn có phiên bản màu đen nhám và phiên bản màu xanh dương để các bạn nào quan tâm có thể tham khảo. Các cái màu sắc sơn độ 3D của mẫu xe này cũng rất là nhiều luôn. Gần như các cái phiên bản đều được đại lý lên cho nó hệ thống chống đổ trước sau, giảm xóc phía sau của xe. Đây các bạn có thể nhìn ngắm. Có cả phiên bản 2023 và năm 2024 các bạn nha. Những bạn nào thích cái phiên bản màu dạng màu xám khói này, phiên bản giới hạn năm 2022 vẫn đang còn hàng của mẫu xe này luôn. Tiếp đến là mẫu xe Honda Winner X. Hiện tại các bạn đang theo dõi trên màn hình là những mẫu xe Honda Winner X của năm 2023 với mức giá bán rất rẻ, chỉ dao động khoảng tầm từ 33 cho tới 36 triệu thôi. 33 triệu cho những phiên bản tiêu chuẩn không được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS. Còn trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS giá bán từ 35 đến 36 triệu các bạn nha. Sơn độ 3D cũng cộng thêm cho mình vào khoảng tầm 2 triệu nữa. Hiện tại dòng xe này đang có mức giá bán cực kỳ tốt trong thời điểm cuối tháng 12 này. Để với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua thì bạn có thể tham khảo một cách chi tiết.
rất đẹp luôn. Gần như vẫn còn đầy đủ các màu sắc các bạn nha, kể cả đường đua HRC của năm 2022 vẫn đang còn hàng. Phía sau đây là dòng xe Honda SH1 các bạn đang theo dõi trên màn hình. SH1 thì nó sẽ có những phiên bản có ABS và không có ABS. Hiện tại thì những phiên bản mà trang bị hệ thống phanh kết hợp CBS ấy, thì giá bán của nó vào khoảng tầm 57 đến 59 triệu với các màu sắc khác nhau. Còn với những phiên bản trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS giá từ 66 đến 68 triệu các bạn nha. Vario 160 đây, các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Chỉ từ 44 đến 45 triệu thôi, rất rẻ. Mức tăng nhiên liệu là 2,12 lít trên 100 km. Các bạn có thể nhìn ngắm luôn. SH1 cũng là một mẫu xe được rất nhiều các chị em quan tâm trong thời điểm này. Nó sẽ có cả những phiên bản mới của năm 2024 luôn. Còn đây là một loạt những phiên bản Honda Winix được sơn độ 3D, kể cả phiên bản V2 vẫn đang còn hàng để các bạn có thể thoải mái lựa chọn. Giá mình đã báo rồi, từ 33 đến 36 triệu mà thôi. Rất rẻ cho mẫu xe Honda Winix, một mẫu xe côn tay Underborn ở phân khúc 150 phân khối, đang được rất nhiều khách hàng Việt Nam chúng ta quan tâm. Hiện tại đã có phiên bản mới năm 2024 rồi, mình sẽ cập nhật nhanh mức giá bán để các bạn có thể theo dõi. Còn ngoài đây là dòng xe Rider, Satria và Solix. Rider thì giá bán vào khoảng tầm từ 48-49 triệu. Satria thì giá bán nhỉnh hơn một chút vào khoảng tầm 50-52 triệu. Còn Solix thì mức giá bán hiện tại vào khoảng tầm 54-55 triệu các bạn nha. Các bạn có thể lưu tâm lưu ý lựa chọn cho mình trong thời điểm này. Với các mẫu xe ở đây, đầy đủ luôn, thoải mái lựa chọn. Cuối đây là những dòng xe số phổ thông. Sirius giá từ 19 đến 21 triệu cho 3 phiên bản, phanh cơ vành nan, phanh đĩa vành nan và phanh đĩa vành đúc. Honda Way Alpha giá cũng vào khoảng tầm 19 triệu thôi, rất rẻ. Gần như đồng giá ở mẫu xe Honda Way Alpha với các màu sắc các bạn đang theo dõi trên màn hình. Và hiện tại cuối cùng là dòng xe Honda Future. Future thì hiện tại mức giá bán vào khoảng tầm từ 32 cho tới 36 triệu các bạn nha. 32 triệu cho phiên bản phanh đĩa vành nan và 35-36 cho phiên bản đặc biệt và cao cấp của mẫu xe Future. Honda Lead thì mức giá bán vào khoảng tầm 41-42 triệu cho phiên bản màu đen nhám các bạn đang theo dõi, bạc nhám các bạn đang theo dõi. Còn dòng xe Honda SH Nam thì mức giá bán dao động cho khoảng tầm từ 75 triệu cho tới cao nhất vào khoảng tầm 105 triệu đồng cho các phiên bản 125-160 trong thời điểm hiện tại. Và đó toàn bộ mức giá bán mình gửi đến các bạn ngày hôm nay, các bạn có thể theo dõi các bạn nha. Rồi, các giao này của mình, nếu các bạn nhấn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn bạn ở những video tiếp theo.